Bệnh đái tháo đường cũng đang là một cái vấn đề cũng như là một cái bệnh lý mà rất rất nhiều người quan tâm từ đầu chương trình chúng ta đã nói rồi. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta có thể phân loại và phân biệt như thế nào về bệnh đái tháo đường, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Thanh Huyền, và những cái dấu hiệu sớm để chúng ta nhận biết của bệnh đái tháo đường là như thế nào? Chúng ta cũng vừa nghe được cái phần diễn giải của giáo sư Giao về thế nào là quan niệm của Đông y về đái tháo đường. Thực ra thì chúng ta thấy có những quan điểm Đông và Tây y nó cũng không hoàn toàn là nó khác biệt nhau. Đái tháo đường nếu mà theo quan điểm của Tây y chúng tôi phân rất là rõ ràng, nó có đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Tiếp 1 tức là nó phụ thuộc insulin. Phụ thuộc insulin tức là cái tế bào tụy ở trong cơ thể nó không tiết được insulin, và đôi khi nó do cái yếu tố miễn dịch, cái tế bào nó bị phá hủy và cơ thể không tiết ra insulin thì người gọi là tiếp 1. Cũng không có nghĩa là nó nặng hơn. Tiếp 2 thì là tế bào tụy vẫn tiết ra insulin, nhưng cái insulin đó nó như cái vai trò cái chìa khóa, nó không mở được cửa tế bào, và như vậy đường nó không vào trong tế bào mà đường nó vẫn luẩn quẩn ở ngoài tế bào. Do đó, cái năng lượng đó nó không được hấp thu vào tế bào và mệt mỏi và đường đi ra ngoài nước tiểu dẫn đến tăng thẩm thấu là tiểu nhiều. Và đấy là tiếp 2. Đấy là tiếp 2, người ta gọi còn cũ thì gọi là không phụ thuộc insulin, nhưng không có nghĩa là mình không cần insulin. Dẫn đến một cái thời điểm mà khi tất cả các thuốc viên nó không đáp ứng nữa thì mình vẫn cần phải sử dụng insulin. Thì đa phần chúng ta sẽ gặp tỷ lệ đái tháo đường tiếp 2 rất là cao, 90-90%. 90-95% là đái tháo đường tiếp 2. Còn tỷ lệ đái tháo đường tiếp 1 thì thường là thấp hơn. Bên cạnh đó chúng ta còn một cái thể nữa bây giờ cũng gặp rất là nhiều, là đái tháo đường thai kỳ. Tức là những người mà trong giai đoạn mang thai mới phát hiện ra các cái biến đổi của đường máu thì gọi đái tháo đường thai kỳ. Thì những người đái tháo đường thai kỳ thì nên tầm soát về sau vì có nguy cơ tiến triển thành đái tháo thực sự. Còn một cái thể nữa, tức là sau khi các cái tổn thương ở tụy, có thể có sỏi thị, là sỏi tụy, các cái bệnh lý ở tụy và có thể là mổ liên quan đến các cái cắt tụy thì dẫn đến đái tháo đường. Thì đấy là những cái thể đái tháo đường. Đa phần thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc để điều trị. Để chẩn đoán đái tháo đường thì chúng ta sẽ, quan điểm của tôi là tiếp 2 cũng như là quan điểm của y học hiện đại bây giờ, chúng ta cần phải tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ. Các yếu tố nguy cơ là gì? Những người mà có thừa cân, béo phì, đúng không? Những người mà có tiền sử đái tháo đường thai kỳ, những người mà trong gia đình, tức là các thế hệ cận kề từ anh chị em ruột, từ bố mẹ có đái tháo đường thì luôn luôn phải tầm soát đái tháo đường. Những người có rối loạn mỡ máu, thì tất cả những cái đấy là yếu tố nguy cơ và chúng ta phải đi tầm soát sớm đái tháo đường. Để phát hiện các cái triệu chứng như mà quan điểm của Đông y ngày xưa, như giáo sư Giao trình bày, hoặc là như tôi đã nói trong cái phần mà giới thiệu về bệnh đái tháo đường, để có cái ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy sút nhiều thì thường là ở giai đoạn rất là muộn, tức là tình trạng đường máu đã tăng cao và ngộ độc đường. Vậy chúng ta nên tầm soát từ các yếu tố nguy cơ, và cũng như MC Việt Tụng nói, chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ, và đặc biệt trên các đối tượng có nguy cơ, tùy mức nguy cơ cao hay nguy cơ thấp. Những người mà có bố mẹ, anh chị em ruột lại có đái tháo đường, lại kèm theo tiền sử đẻ con to, lại kèm theo các đái tháo đường thai kỳ thì ở ngoài 40 tuổi chúng tôi khuyến cáo là nên tầm soát hàng năm. Thế còn những đối tượng mà có nguy cơ cao hơn, tức là có tăng huyết áp kéo dài, có các cái bệnh lý tim mạch thì đôi khi là 6 tháng đã phải kiểm tra lại để định kỳ tầm soát phát hiện các trường hợp đường máu sớm thì chúng ta mới phát hiện được đường máu sớm. Còn đa phần những trường hợp đái tháo đường tiếp 2, đôi khi bệnh nhân đến không có triệu chứng gì cả, đi khám sức khỏe định kỳ và phát hiện đường máu cao. Thế nên nhiều người mới hỏi tôi là bác sĩ ơi, có kiểm tra lại xét nghiệm cẩn thận hay không? Chứ tại sao mà mới 3 tháng trước thôi đường máu của tôi không cao mà sao bây giờ tôi cao thế? Bởi vì tiến triển của đái tháo đường là rất âm thầm. Tình trạng tăng đường máu sau ăn đôi khi nó diễn tiến từ 4 đến 7 năm trước đó mà lại không được phát hiện. Nên chúng tôi có những cái nghiệm pháp gọi là nghiệm pháp dung nạp đường để phát hiện cái tình trạng rối loạn đường sớm. Chứ còn khi mà đến đường máu đó tăng cao thì đa phần bệnh nhân đến của chúng ta thường ít nhất đã có một cái biến chứng. Đấy, cái quan điểm tầm soát, phát hiện sớm, phát hiện các yếu tố nguy cơ và khám sức khỏe định kỳ rất rất quan trọng để phát hiện tình trạng đường máu. Nhân mà Phó Giáo sư Thanh Huyền